Hello mọi người. Mọi người ơi, buổi tối vui vẻ nha mọi người ơi. Trời ơi, nóng quá. Hiện tại Pro Team đang có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị chuyến bay 8:20 về với Đà Nẵng mấy anh em ơi. Chúc mấy anh em một buổi tối vui vẻ. Trời ơi, hôm nay rất là vui, hôm nay Team rất là vui luôn. Nói chung là hoàn thành tốt được cái phần thi của mình và được đi chơi, được gặp gỡ nhiều anh em, nhiều bạn bè, được gặp các fan của Thách Thức Trinh Hài mùa 5 và được gặp những các thành viên mới những của những ban nhạc, rồi được gặp ban giám khảo, rồi được gặp nói chung là gặp rất là nhiều người quen, những người Team đã thì cho chương trình Thách Thức Trinh Hài mùa 5. Hello mọi người, hello Sơn Băng Sớm, hello Đặng Ngọc Lan, Đặng Ngọc Long, gặp xin chào rồi sếp. Nói chung là ok em ơi, còn đậu hay không thì phải 2 tuần nữa mới được kết quả. Hello Quốc Huy, hello Thị Linh, hello tất cả mọi người, hello Lê Thảo, hello Ngọc Trâm. Bây giờ đang ở sân bay Tân Sơn Nhất mọi người ơi, mà chuyến bay của Team là 8:20 nhưng mà vì ra sớm, check in sớm nên bây giờ phải ngồi đợi chờ. Bây giờ mới 7 giờ, còn 1 tiếng 20 phút nữa, không biết làm gì mà giờ live stream 1 tiếng 20 phút thì phê lắm đó nha. Hello Quỳnh Thu, hôm nay thì sao rồi anh ơi? Hôm nay thi rất là ok Quỳnh Thu ơi, mặc dù là thi hát dở thôi nhưng mà nói chung là rất là ok, rất là vui. Hello Lâm Thúy, chứ sao chơi dòng ai luôn, phải mình phải thay đổi khẩu vị chứ, không mình chơi game show mình cũng phải thay đổi khẩu vị nữa. Hello Ngọc Long, gặp anh ở TV nha. hy vọng được lên TV Ngọc Long ơi, nhưng mà chương trình thì biết đậu hay không sẽ thông báo cho mình trước 2 tuần, trong vòng 2 tuần tới. Nếu như đậu đó là ban tổ chức sẽ đưa cho mình những cái phần để cho mình chuẩn bị, như là bài hát hay là những cái gì đó cho mình chuẩn bị, hay là tập vợt như thế nào rồi mới vào ghi hình đấy. Hello Hồng Thắm, hello Kim Tùng, hello Thoại Vi, hello em, hello Bé Đô, hello Hồi Ninh, Hải Ninh chứ sorry, anh thấy em rồi này Hải Ninh ơi. Thi nói chung là rất ok, ok Hồng Thắm ơi. Nói chung là với bản thân thì mình thấy là mình hài lòng với những gì mình làm. Còn đậu hay không thì phải do giám khảo chấm và nhận xét. Tại vì rất nhiều các thí sinh, ví dụ một mùa dòng ải dòng ai chỉ chọn ra tầm 100 đến 120 thí sinh để phát sóng trên TV. Nhưng mà cái lượng thí sinh cách tin thì phải tới gần 5.000. 5.000 lượng thí sinh mà chọn ra 100, tầm khoảng 120 người thì các bạn nghĩ như thế nào? Rất là con số rất là chênh lệch đấy. Nên thử ra nó đậu hay không á là 2 tuần nữa mới biết kết quả ha. Hello Ngọc Diễm, hello em yêu, Ngọc Diễm ơi, anh cảm ơn em rất là nhiều. Hello TV, hello xinh gái nào đây? Trời ơi, Văn Cường, Kim Oanh, Quý Rồm, anh đi Sài Gòn thi thách thức danh á, quay thi dòng ải dòng ai. Kim Anh ơi, đi về nè ha, là sao Hoàng Vũ? Chúc chú đạt kết quả tốt, cảm ơn anh Thị ha, anh thi rồi nhưng mà không biết là kết quả nó như thế nào, phải chờ thông báo sau 2 tuần nữa. Nếu như đậu, bên ban tổ chức sẽ gọi điện cho mình và sẽ mời mình vào để chuẩn bị phần thi, nói chung về tập luyện. Hát dở cũng phải tập luyện đó mọi người ơi, chứ không phải hát hay mới tập luyện đâu. Nói chung là phải tập luyện. Anh thi giọng ai hay chứ không phải. Đúng rồi, Doraemon, anh thi giọng ai, thay đổi khẩu vị. Còn Thách Thức Trinh Hài thì là tháng 6 mới casting tháng 5 hình như là cuối tháng 5 thôi, đầu tháng 6 marketing thì tầm tháng 8 mới ghi hình. Nhưng mà Thách Thức Thứ Hai thì anh không cần phải casting nữa, anh sẽ vào thẳng vào phòng chốt bài luôn, rồi chuẩn bị nội dung chốt bài ok thì được ghi hình luôn, còn không được thì về. Tiền nữa mẹ trời. Hello Kim Anh, gì đâu trời ơi, đi chơi thôi mà đăng ký làm, nói chung là
đam mê, vì đam mê thì bất kể những cái món trò chơi game show nào thì mình cũng có thể không thể bỏ qua đó. Nếu thật sự đam mê thì các bạn dù có một chút đam mê nhỏ nhoi thôi, dù có chút hy vọng nhỏ nhoi thôi, thì mấy bạn cũng không đừng nên bỏ qua. Biết đâu cái may mắn gặp với mình đấy không, thì mình nếu thật sự đam mê, còn nếu không đam mê thì thôi đấy. Đi nếu không thật sự không đam mê thì thật sự đi rất là tốn tiền, chi phí rất là nhiều mà anh em ạ. Nhưng mà tiền thì tìm rất là đam mê, nên dù mục tiêu hy vọng nhỏ nhoi, mục tiêu dù có xíu xíu chút ác gì nữa, tiền vẫn bám theo, biết đâu cái may mắn gặp lại với mình đấy. Quốc Hưng ơi, hello Quốc Nghĩa, Quốc Hưng. Tại anh vô mà anh vô tối hôm qua, anh vô tối hôm qua nhậu mấy anh em rồi sáng nay anh đi tranh thủ anh đi casting rồi loằng quằng rồi cùng gặp mấy anh em ở trong phòng thi nữa, nên thành ra không có thời gian em ơi, thông cảm ha. Hello Thu Hằng, hello Hoàng Hiếu, hello tất cả anh em trên Facebook Pro Team đó, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn đấy. Mọi người thấy tìm hôm nay khác không? Đấy, quá khác luôn đúng không? Đó, một phong cách rất là khác thường. Đấy, phải nói là mỗi, nói chung là mỗi địa điểm cũng như là mỗi cái hình thức mình như thế nào, ăn mặc cũng như là mình chơi như thế nào, nói chung là phải thay đổi khác chứ. Hello tất cả mọi người luôn. Đấy, mọi người tha tim nhiều quá, cảm ơn mọi người. Cuối cùng mà kêu Quốc Cưng Quốc Hùng sorry ha, kêu sai tên sorry ha. Quốc Hùng ơi, ôi trời ơi, mọi người tha tim nhiều á. Nói chung hôm nay được nhiều người gửi lời chúc, gửi nhiều bạn gửi lời chúc may mắn để Pro Team đạt phần thi tốt. Nhưng mà thật sự là tìm rất là may mắn gặp được rất nhiều bạn, rất là nhiều thành viên của các chương trình game show. Và đặc biệt riêng giám đốc sản xuất, riêng ông chủ của Đường Quân là Coloman cũng vào gửi lời chúc may mắn cho Pro Team luôn. Đó là một sự hãnh diện của Pro Team, rất là hãnh diện đấy. Không ai có được sự may mắn như thế. Nói chung là được chính Coloman nhắn bình luận chúc may mắn, nói chung là rất là hạnh phúc luôn. Dù có đậu hay không đậu thì Tiềm cũng đã mãi nguyện với cái chuyến đi này. Đó, một chuyến đi rất là thú vị, thật sự là rất thú vị luôn. Đấy, không dễ chi ai mà được chính ông chủ Điền Quân gửi lời chúc mừng và gửi lời chúc may mắn đến như vậy. Thì thật ra là rất là hạnh phúc. Mặc dù đậu hay không đậu cũng là một cái trải nghiệm, một cái chuyến đi đầy ấn tượng, mà một chuyến đi đầy kỷ niệm đấy. Cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc đến Pro Team, cảm ơn rất là nhiều luôn, cảm ơn rất là nhiều. Anh chả được xem. Anh Sơn ơi, em mới casting anh ơi, chứ chưa có thi. Trời ơi, mới casting thôi. Anh đang ở sân bay uống uống ơi. Phẫn nộ Hồng Hào, phẫn nộ có vụ chi Hồng Hào ơi. Nói tiếng Quảng Nam để thương hiệu đi. Nói chung là bây giờ mình nói tiếng gì cũng được. Anh Tuấn ơi, nữa sao là mọi người nghe là được rồi. Anh Tuấn Văn Cường, bữa nay đẹp sao vậy này. Cảm ơn Chiếm Tùng ha, đẹp đâu mà đẹp, cũng bình thường mà. Ra gió người lớn rồi anh ơi, Triền Bà Lan, trời ơi. Chứ nói giờ trẻ lắm mà, giờ thì con nít lắm hà, Triền Bà Lan. Ngào quá anh nghe, cảm ơn Trần Ngọc Quân. Em về lại luôn anh Vinh Trần ơi. Hẹn anh Vinh Trần gặp dịp khác tại thành phố Đà Nẵng ha, Vinh Trần. Anh mới thi gì vậy? Lại Diễm Hằng, anh mới vừa thi chương trình Dòng Ải Dòng Ai, mới casting thôi em ơi. Còn đậu hay không thì 2 tuần nữa mới có được kết quả. Đấy, thành thử ra đó là, nhưng mà hôm nay chuyến đi phải nói rất là ý nghĩa với Pro Team luôn. Thật sự là gặp lại những bạn, những thành viên của Thách Thức Kinh Hài mùa năm, rồi những anh em đồng hành, nói chung là cùng giao lưu hát hò rồi ăn uống, nói chung là rất là hạnh phúc luôn. Mặc dù kết quả như thế nào không cần biết, nhưng mà như thế là một chuyến đi không có phí, nó rất là mãn nguyện luôn. Đấy, rất là vui. Nếu như tốt hơn, nếu như hay hơn và may mắn hơn thì được lọt vào vòng ghi hình thì lại càng hạnh phúc hơn. Đấy, anh thấy không anh em không? Ông Hào ơi, thấy mà, anh thấy mà. Sau này gặp lại.
Nghĩa Lê Văn Cường, Võ Văn Cường, anh không không biết luôn Cường ơi, cũng muốn gặp lại bé Lại để nói chuyện cho vui mà đâu có biết Facebook nó là Facebook gì đâu. Này anh bảnh tưởng quá. Bảnh gì đâu Hồng Thắm ơi, trời đất ơi, tiền đất ơi, bảnh gì đâu, cũng bình thường mà. Trời ơi, thay đổi phong cách xíu em ơi, cho nó lạ lạ xíu chứ mọi người nhận xét là anh tìm cứ ăn mặc hoa lá hè đấy, mà bây giờ cũng hoa lá hè này, nhưng mà hoa lá hè theo phong cách gọi là ca sĩ. Nay nhìn anh ngầu quá. Cảm ơn Quỳnh Giao nha, cảm ơn Quỳnh Giao rất là nhiều. Mọi người ơi, tối nay mọi người đi chơi đâu không nào? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay chìm chỉ chụp một tấm hình up lên thôi mà mọi người vào like rất là nhiều, hơn 1k like thì, và rất nhiều comment chúc may mắn thiệt. Tìm rất là hạnh phúc luôn, rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thật sự cảm ơn rất là nhiều luôn. Không biết dành hết tình cảm, mọi người đã dành hết tình cảm để dành đến cho Bro Tìm. Bro Tìm rất là cảm động. Trời ơi, yêu mọi người quá, yêu mọi người quá đi, yêu mọi người quá đi. Bây giờ đang ở sân bay Tân Sơn Nhất, không biết làm gì đây mà bây giờ phải đợi tới 8:20 mới bay má ơi. Còn một tiếng mấy nữa. À, đôi giấy màu trắng cớ sao trăng đen tí. Trời ơi, anh dễ thương quá. Cảm ơn Huỳnh Như ha, cảm ơn Huỳnh Như rất là nhiều. Ta đang ra nhà mi nè. Võ bên Cường mấy tàu lao quá Cường ơi. Nói chuyện dễ thương. Cảm ơn Huỳnh Như nghe, trời ơi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em Hồng Thắm, ok em cứ ôn thi đi, chúc em thi tốt ha, thi đạt nhiều kết quả, nói chung là học giỏi, thi đạt thành tích cao, nói chung là những điều may mắn chúc đến với em. Hello Thúy Huỳnh, hello Bun B, hello Xuân Mai, Mai. Hello tất cả các anh em, chị em Facebook của Rồ Tìm. Một buổi tối thật là vui vẻ, một buổi tối vui thật là vui, vui ơi là vui luôn. Anh thi rồi Như Ngọc ơi, anh casting ngày hôm nay rồi. Bây giờ anh phải về lại với Đà Nẵng đây ngày mai. Cái lịch chụp của Rồ Tìm rất là nhiều. Hôm nay lịch chụp của Rồ Tìm cũng tới 2-3 đám. Nhưng mà anh em ekip của Rồ Tìm phải làm việc hăng say để cho Rồ Tìm thoải mái, để có một chuyến đi đầy ý nghĩa và trọn vẹn. Thì bây giờ Tìm sẽ bay về lấy Đà Nẵng thì chuẩn bị cho tác chiến vào ngày mai. Ngày mai Bro Tìm tới 3 cặp đôi. Hay là Tìm phải về lại. Thì sao rồi anh? Cảm ơn Thúy Huỳnh nha. Anh thi rồi. Nhưng mà kết quả như thế nào thì phải đợi sự công bố sau 2 tuần nữa. Nếu đậu thì ban tổ chức sẽ gọi điện cho mình vào lại để ôn tập luyện giọng và đưa lên mình một cái kịch bản bài hát như thế nào, để hát với ca sĩ nào như thế nào đó thì sau 2 tuần nữa mới có kết quả em ơi. Em kính thấy ngào thì ta. Cảm ơn Thúy Huỳnh ơi. Anh Dương Quốc Thắng ơi, cảm ơn anh. Trời ơi sao anh giỡn này, giỏi gì đâu anh. Trời ơi, em đi chơi thi chương trình game show thôi. Trời ơi có gì đâu, giỏi giỏi sao bằng anh. Trời ơi em đang học anh rất là nhiều luôn, rất là ngưỡng mộ anh luôn. Anh Quốc Thắng ơi, ước ao như được anh, được như anh luôn. Ngọc Tuyền ơi, hello Ngọc Tuyền, hello Kiều Lê, chúc may mắn nha. Cảm ơn Kiều Lê rất là nhiều. Lan Anh ơi, chắc là do anh bận, anh không coi cái tin nhắn chờ được đó, tại vì nhiều khi điện thoại nó không báo nên anh không biết tin nhắn chờ, phải lâu lâu anh mới vô coi tin nhắn chờ nên mới biết được nè, có gì thông cảm ha. Anh Thắng ơi, ok luôn anh, trời ơi em quý anh là nhất luôn. Nói chung là anh rất là nhiệt tình luôn, chia sẻ cho anh em rất là cằn kẽ thiệt. Hôm bữa em vì cái lịch đột xuất mà trúng ngày lễ nữa, thành thử ra cô dâu phải hoãn đi Đà Lạt nên em không đi được luôn. Nhưng mà thấy anh tư vấn cho em rất là tận tình, em cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Trời ơi yêu anh quá trời, kêu anh ra Đà Nẵng mà em không mời anh nhậu mới lạ luôn á. Lan Anh cho anh số gọi trực tiếp. Số điện thoại anh vào tường anh đẩy luôn em ơi, 0932 716 741. Nhưng mà bây giờ anh đang live stream rồi, chút nữa đi ha.
chúng nên tắt máy rồi gọi hoặc là nhắn tin iBot anh tư vấn cho dễ ha. Chứ rất là nhiều gói chụp anh không thể tư vấn được đâu. Anh sẽ gửi báo giá qua em chọn cái gói nào thì mình sẽ anh tư vấn cho gói đó ha. Em Đà Lạt nên không thể ghé được. Đúng rồi em, nói chung là bên anh khách online nhiều mà, chứ đâu có phải ai phải đến cửa hàng làm gì. Đăng ký xong rồi mình đăng ký xong rồi khi nào mình chụp thì mình bay ra mình thử đồ trước một ngày rồi ngày hôm sau mình chụp thôi. Chứ mình đâu có cần phải đến cửa hàng làm gì. Trời ơi. Vui là chính đúng không ạ? Ok, cảm ơn Thúy Huỳnh, đúng chính xác là vậy. Nói chung là mình cứ thỏa sức đam mê, có đam mê nào thì mình cứ chơi hết mình. Nếu thực sự bạn đam mê thì dù có mục tiêu hy vọng nhỏ nhoi mình cũng phải đi. Mình đi để mình trải lòng, thứ nhất là mình thỏa mãn được cái bản thân. Còn cái may mắn của mình nó được hay không thì vào khả năng của mình và sự may mắn của mình nữa. Nên thành thử ra nó mình cũng đừng có chắc chứa gì bắt buộc khi mình đi dự thi một cái chương trình nào bắt buộc mình phải đậu. Không phải đâu, mình không có để phải đè nặng một áp lực như thế. Trước mắt cái đầu tiên mình muốn đi thi một cái game show hoặc một cái chương trình nào, cái điều đầu tiên mình đặt ra đó là phải thả sức cái đam mê của mình. Đó, mình làm cho hài lòng những cái gì đó mình đang cần. Đó là để mình thỏa mãn, rồi là mình làm thỏa mãn những cái đam mê của mình thôi. Còn đậu hay không đó là sự may mắn của mình ha. Chứ đừng có đặt nặng cái niềm tin rồi là đi casting là bắt buộc phải đậu, đi casting là phải được lên TV, đi casting là phải ghi hình, thì cái đó áp lực nặng nề lắm mọi người ơi. Trời ơi, cứ đam mê thì cứ trải lòng. Cái điều may mắn nó đến với mình hay không thì đó là một phần là quyết định của mình trong cái phần thi của mình, và một phần đó là cái may mắn của mình nữa. Nên thành tới ra đó là phải cố gắng lên mọi người. Cứ đam mê thì cứ theo đuổi ha, ai có đam mê thì cứ theo đuổi, cứ chơi game show, có game show nào cứ chơi đăng cô gái, đặc biệt như tìm nè đó, có game show nào cứ chơi, được hay không quan trọng, quan trọng là thỏa lòng mình, trải được cái lòng mình đấy. Tìm bóng bãi không hảo, tại vì ở trong này bóng đèn nó trọi xuống đó, với lại mồ hôi dầu hay sao á, với lại bóng, chứ không phải bóng bãi dầu. Trời ơi, em cũng đi cát mà trượt. Lan Anh ơi, em đi cát chương trình gì Lan Anh? Tìm bé bỏng, cảm ơn không hảo. Vi Phạm ơi, hello Vi Phạm, hello Hình Như. Cảm ơn mọi người đã thả tim cho bộ đồ tìm rất là nhiều. Trời ơi, thả tim nhiều quá luôn. Trời ơi, yêu mọi người. Đây. Bây giờ bộ đồ tìm phải chờ đợi tới 8:20 là phải làm 1 tiếng đồng hồ nữa mới về tới Đà Nẵng. 1 tiếng đồng hồ nữa mới lên sân bay, lên máy bay. Thì chắc là 9:30-10 giờ mới có mặt tại Đà Nẵng. Dòng ải mùa 3 rồi anh ơi. Ok em. Trời ơi, sao thì cứ đam mê thì cứ trải lòng, cứ thỏa sức đem ơi. Mình cứ đăng ký để mình đi, rồi được hay không thì may mắn của mình. Rồi cái nhiệt huyết của mình như thế nào, nói chung là phần thi mình như thế nào nữa, nhưng mà phụ thuộc của mình nữa. Nhưng mà cái may mắn là cái quan trọng nhất. Hello Hình Như, hello bạn Lợi, Trần Văn Lợi. Trời ơi, ông Lợi bữa nay cũng kêu lên coi lên chim tôi nữa. Hello Hình Như, trời ơi, cảm ơn mọi người đã thả tim, thả like cho bộ đồ tìm rất là nhiều. Trời ơi, yêu bộ đồ tìm thì hãy ủng hộ bộ đồ tìm nghe. Đấy, ủng hộ chụp hình cưới nè, rồi ủng hộ kẹo gô lứt cho Rô Tìm nè, rồi ủng hộ kênh fanpage Thánh Photo của Rô Tìm nè, like và chia sẻ, hoặc là nhắn theo dõi của cái fanpage Thánh Photo của Rô Tìm nha. Rô Tìm yêu mọi người rất là nhiều luôn. Trời ơi, yêu mọi người rất là nhiều luôn. Hôm nay tôi buồn đầu, ông có gì vui không? Trời ơi, Thúy Anh ơi, em buồn cái gì nè, buồn gì nói nghe coi. Nhất định trả ra tìm anh để một bộ ảnh cưới cực chắc, cực đẹp. Cảm ơn Hình Như rất là nhiều, cảm ơn em. Thích tình ghê. Hình Như cảm ơn em. Trời ơi, anh cũng thích em luôn. Nói chuyện dễ thương dữ. Trời đất ơi, nói chuyện gì đâu dễ thương. Cảm ơn Hình Như rất là nhiều. Trời ơi, có gì đâu dễ thương, nói chuyện bình thường mà. Có điều hôm nay tại ở sân bay nên bộ đồ tìm phải nói chuyện nhỏ nhẹ một tí, chứ không có ào ào như mọi khi nữa. Anh em với cảm ơn Văn Đinh nha, tại vì anh Facebook hình như là đủ 5,000 rồi sao á. Em cứ theo dõi anh đi, rồi những cái chương trình gì hay là hình ảnh hay là những cái clip nào đắp lên nha, em đều thấy mà. Em về anh Quân ơi, không sorry anh nghe, tại hồi tối chắc lưu em không có nhớ rồi. Em không có gọi ai nhiều, tại vì có anh cao vài người nói chuyện cho vui mà, thiệt anh em cũng không nhớ, anh quay mất cái vụ của anh. Ra video mới chưa thôi.
Chưa có thời gian em ơi, trời đất ơi, nó bận lắm, anh đi suốt à. Nên chưa có. Hello Tiết Mai, trời ơi anh đang ở sân bay, còn 1 tiếng đồng hồ nữa mới bay em ơi, chắc chết quá. 1 tiếng đồng hồ nữa mới bay, trời ơi. Tôi đang làm mẹ đơn thân, ông nghĩ có buồn không? Tại sao vậy? Tại sao là mẹ đơn thân chứ, người, chứ chồng đâu lại làm mẹ đơn thân, trời đất ơi, yêu đương sao kỳ cục vậy? Xem mấy video gửi lên, cảm ơn Thúy Hình nha, cảm ơn em rất là nhiều. Bà anh gan chế ký Hồng Thắm ơi, trời ơi ai làm gì đâu gan má ơi, trời ơi vợ là vợ chứ, còn ghẹ là ghẹ mà bô là bô, trời ơi cái nào nó ra cái đấy chứ, mình phải phân chia rõ ràng đấy. Và fan là ra fan chứ không có cái gì là lẫn lộn với nhau được, trời ơi. Nói chung là cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn, cảm ơn mọi người đã ngày hôm nay mọi người gửi lời chúc bộ đồ tìm rất là nhiều, chơi up một tấm hình thôi mà hơn 1k like, hơn 1k like và một rất là nhiều bình luận gửi lời chúc mừng đến bộ đồ tìm, trời đất ơi rất là hạnh phúc luôn, và đặc biệt hạnh phúc hơn nữa là 9 comment bình luận chúc may mắn, trời ơi phải nói là rất là hạnh phúc. Dù có đạt hiệu quả như thế nào không quan trọng, nhưng mà được mọi người quan tâm và mọi người gửi lời chúc như vậy là tìm rất là cảm động và rất là mừng luôn, rất là vui luôn, trời ơi hạnh phúc lắm luôn, trời ơi. Hello Trung Tình, hello Hữu Sang, trời đất ơi đây. Bà đồ tìm ra sớm là thành thử ra nó tiếng bay nó vắng. Ý mua không phải trong đây bóng đèn đó, toàn tiền đồ mới này, qua đây là hết rồi nè, đó thấy không, bóng đèn nó rọi nó sáng, nó bóng đói bụng quá đi, đang đợi, trời ơi đợi về với vợ với con, ông có quá nhiều chuyện vui hơn. Ông có quá nhiều chuyện vui gì thế anh ơi, trời ơi cuộc đời mà mình phải vui lên cho đời nó bớt khổ chứ, mình mất chi âu sầu lo lắng buồn lo làm gì, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua hết, nhưng mà mấy bạn phải vui, đầu óc thư thả thì mấy bạn mới quyết định được mọi chuyện chứ, cứ có việc gì buồn hay là có việc gì áp lực thì mấy bạn cứ rầu, cứ sầu nạn đầu óc rồi cũng thế thôi, nó có đâu giải quyết được cái gì. Vậy thì tại sao mình không phải vui lên, tìm những cái gì đó vui lên, tìm những gì đó gọi là hay hơn để mình xả stress đi, để cho mình khoai qua những cái lúc đó, đau đầu nạn óc đó, thì rồi mọi chuyện nó cũng sẽ qua, đúng không? Không gì là không qua được, nhưng quan trọng nó qua như thế nào và mình làm nó bất cân thẳng, bất căng thẳng như thế nào thôi. Không biết khi nào mới cưới được chồng ra tìm chụp hình. Trời ơi, tiên lớp, cảm ơn em nghe. Trời ơi, cảm ơn em rất là nhiều luôn. Trời ơi, sao Thúy Anh ơi, em nói đi, mình tâm sự nhau ha. Thúy Trần, hello em. Trời ơi, Thúy Trần, hello Thị Thanh, hello Nunu, hello tất cả các chị em. Trời ơi, yêu mọi người nhiều lắm luôn. Đấy, hôm nay tìm đi cắt tin xong rất là vui, gặp nhiều, nói chung là rất là nhiều bạn bè, nói chung giao lưu rất là vui luôn. Mấy bạn vô trong cái trang dòng A dòng ai á, ngày hôm nay mọi người có livestream tìm trong đó, tìm giao lưu cùng với các bạn bè cũng như các thí sinh trong đó rất là đông, rất là vui. Được ban tổ chức mời lên ngồi bằng trang để livestream những thành viên gọi là quen mặt trên truyền hình. Mấy bạn vô coi xem lại cái trang dòng mãi dòng ai ấy. Đấy, được mời lên ngồi bằng trang đó là đúng là rất là hạnh phúc, rất là vui. Hello Văn Nghiệp, hello Mỹ Hiền, hello Từ Tình, hello tất cả mọi người luôn, hello Tiết Trung. Mọi người ăn cơm tối chưa nè? Có ai cần hỏi gì về cái vấn đề gọi là
hành trình đi thi của rùa tiềm như thế nào hay không, hay là cái quá trình thi như thế nào. Mấy bạn có ai có tò mò gì thì cứ hỏi ha, cứ hỏi đi tìm trả lời cho ha. Nói chung là ai chưa đi thì mình cứ, nếu đam mê thì mình cứ trải nghiệm, cứ cứ đi chơi, cứ đăng ký, cứ trải nghiệm cho biết ha. Nói chung là nếu thật sự đam mê thì các bạn cứ trải nghiệm. Hello Tuyết Nhung, vậy là anh may mắn rồi. Cảm ơn Thúy Hình. Em vô trên cái trang dòng ải dòng ai á, ngày hôm nay anh ngồi sau cùng á, nhưng mà sau này được ban tổ chức mời lên ngồi lên bàn đầu tiên á, với lại cùng với lại hai anh em Trăm Triệu á, thích thế này mùa năm Trăm Triệu á, mời lên bàn trên cùng với con bé Ngăn rồi Lương Trung Kiên ngồi lên bàn đầu tiên để lấy chim trên trang fanpage của dòng ải dòng ai, rất là đông người xem luôn. Nói chung là rất là vui, rất là hạnh diện. Trời ơi, đặt anh chụp ảnh cưới đặt trước mà thôi. Mỹ Huyền ơi, nếu bây giờ em muốn đặt anh chụp trước thì phải tầm trên một tháng ha. Hoặc là cũng tùy nữa, chứ không phải là nó quá. Nói chung là em cứ coi cái lịch nào anh trống thì thích anh chụp thì coi lịch anh trống thì anh đặt thôi. Chứ còn không nhất thiết là phải đặt quá lâu đâu. Tại vì đôi khi em đặt trước mà đến ngày anh có việc rồi anh không chụp được thì ekip anh chụp thôi, không có vấn đề gì hết. Tại vì ekip anh cũng rất là vui, rất là ok luôn. Tuyền Rơm ơi, anh mua cho em 12 con chuột. 12 con chuột. Chú biết khi nào mới ra mùa bơi để xem không? Trinh Móm ơi, bây giờ mà cắt tin thì 2 tuần sau mới công bố kết quả. Sau khi công bố kết quả thì sẽ mời những người đầu vào để tập luyện, đưa những cái phần tuy như thế nào. Nói chung là rồi ghi hình nữa, chắc cũng tầm vào rơi vào khoảng tầm tháng 8, tháng 10 gì đó mới, tháng 8, 9 gì mới được phát sóng. Mỗi lần có buồn đến mấy cũng quý. Cảm ơn Hồng Thắm, trời hôm nay tìm nói chuyện rất là nhỏ nhẹ luôn, nên thành ra là nó không có vui nhiều đâu. Tại vì đang ở sân bay, nó không có thể, mình không thể ồn ào nói ba láp ba sàm được. Tìm phải nói đấy, tình tự ra là tìm nói nó không có vui như mọi ngày. Nói chung là nhỏ nhẹ, nói chuyện nhỏ nhẹ thôi. Ai cần hỏi gì tìm trả lời, ai cần muốn gì thì chia sẻ gì thì tìm trả lời thôi. Chứ tìm không có ồn ào như mọi khi. Hello chị Vĩ. Đây. Đây, mọi người thấy tìm lạ không? Thấy lạ không? Quá lạ đúng không? À, đặc biệt tìm chia sẻ thêm là hôm nay tìm có đến quán cơm của Trường Giang, quán cơm Mười Khó. Mọi người đồn đại là quán cơm đắt mắc tiền, ăn cắt cổ gì đó. Nhưng mà thật sự ra là nó giá rất bình dân, giá rất bình thường thôi mọi người ơi. Trưa nay tìm có lên ăn cơm tại quán đó, quán Mười Khó, nói chung là cơm rất là ngon. Nấu những món ăn miền Trung, phải nói mùi vị là đúng chắc miền Trung luôn. Tại vì tìm là người miền Trung, những món ăn miền Trung thì mẹ ăn rất là quen thuộc rồi. Nhưng mà ngày hôm nay mình vô ăn thử, mình coi thử cái thật sự món miền Trung nó như thế nào ở quán Mười Khó. Nhưng mà ăn cơm rất là ngon. Đặc biệt là nấu canh chua cá thắt lát rất là ngon luôn đấy. Với lại món gà hấp gừng cũng ngon. Rồi cá ngừ kho dưa, rồi mực xào, rồi rau lang luộc chấm mắm nem mắm cái, nói chung là đúng chắc miền Trung. Nói chung là rất là ngon. Mấy anh em ở miền Trung mà muốn ăn cơm miền Trung mà không có cơ hội để về với Đà Nẵng, không có cơ hội về với miền Trung của mình để thưởng thức những món hương vị miền Trung thì các bạn có thể đến với quán cơm Mười Khó. Thật sự là nó cũng không đắt đỏ gì đâu. Với một địa vị, một địa thế ở cái đường Trần Quốc Toản hả, đúng rồi, 27 Trần Quốc Thảo thì ăn cơm ok. Đinh Hương ơi, anh đang ở sân bay chuẩn bị bay về đây em ơi. Chắc là khoảng 9:30 đến 10 giờ có mặt tại Đà Nẵng. Hello Huy Kaka, trời ơi ông nội, ngày hôm nay anh vô gặp quá nhiều fan của Thách Thức Danh Hài mùa năm luôn. Huy ơi,
hấp dẫn quá nghe nói mà thèm. Trời ơi Hồng Thấm, em vào ăn thử đi, có dịp vào quán cơm anh Trường Giang ăn thử đi. Ngày hôm nay tìm vào quán cơm ăn cơm ở quán Trường Giang, nhưng mà cũng có một số bàn ngồi ăn chung. Tìm có review quay phim lại thì có một số bàn biết nhận ra mình luôn, nhận ra tìm với lại nhận ra hai anh bạn thì thích tin hài chung mùa năm với tìm đấy. Nói chung là rất là vui, rất là hãnh diện luôn. Trời ơi, nói chung mình nghe thoáng thôi, nghe mấy thằng này đi thích rất hài nè, thằng này chụp hình nè, thằng này hôn nhau nè. Nói chung là nghe mọi người ăn cơm mà xàm xí phía sau lưng, nói chung là mình nghe rất là vui. Mình ở bên này mình ăn cơm mình cũng review các kiểu, nói chung nhưng mà được nghe mọi người xung quanh nói chung là xàm xí lú, nói chung mà mình nghe cũng rất là vui, rất là hạnh phúc. Nói chung là được mọi người biết đấy. Hello Trung Hình, chưa anh Trung ơi, đang ở sân bay. Hello Lily, chuyện khát nước quá giờ cần lấy chai nước uống đây mọi người. Chờ lấy một chai nước lọc vậy. Dạ. Vô kiếm thêm con nữa đem về. Ông tàu lao quá ông Trung Hình ơi. Tôi đi vô tôi đi chơi game show tôi về lại với vợ ông ơi. Tôi yêu vợ ông hết, thương vợ tôi không hết, đi kiếm con khác ông nội. Trời ơi. Làm gì làm, chơi gì chơi, nói chung là vợ là vợ đúng không, còn chơi là chơi, chứ còn vợ vẫn là vợ của mình, vẫn thương yêu vợ, thương yêu vợ thì gia đình mới hạnh phúc. Mà mấy con vợ phải hiểu, chứ mấy con vợ mà không hiểu là đá đít luôn. Còn tiền mai nghe, tiền mai nghe nha. Đó. Hiểu chứ không hiểu là đá đít, đá đi theo con khác luôn. Thiệt mà, giỏ chứ mi. Đây, tìm đang mua nước uống trà rồi tìm xíu mới mở chai nước ra. Trời ơi, nghe mắt ói đeo kính nhiều mật ngố quá trời ơi, nhìn giống em biết Kim Lê, Kim Linh ơi, em biết không, em đeo kính vô em nhìn giống mấy ông bác học á, mấy ông mà dọn nghiên cứu bác học á, ba đứa là đã nổi. Chính xác. Như Ly ơi, Như Ly Nguyên ơi, chính xác là sao em ơi. Yeah, chính xác sao đây, chính xác vụ gì, chính xác vụ gì. Đấy, thấy không? Mọi người thấy hôm nay tìm đẹp không? Khác hẳn với một cái hình hài gọi là chụp hình hoa lót canh. Nhưng ngày mai bro tìm sẽ quay lại với những hình hài và hình thái như ngày nào. Đó là phong cách làm việc của mình, đó là phong cách riêng. Một photographer hài hước, một photographer hoa lo hoài đấy, nhưng sản phẩm rất là vẫn là lộ minh đấy. Tăng Phán ơi. Em mua không, anh ship về cho em ơi, rất là rẻ luôn, 50.000 một cái. chính xác, vậy là nhắc đúng là như vậy. Nói chung là những người chồng, những người bố làm gì làm, chơi gì chơi, nhưng vợ luôn là nhắc thì đó mới hạnh phúc. Chứ xàm đa xí đố coi vợ như cức là sẽ mất hạnh phúc, mà sẽ dễ tan vỡ lắm mọi người ạ. Hello Minh, hello em, trời. Hello Bảo Khuyên người ăn nghe, hello mọi người.
Còn tới gần 40 phút nữa mới bay. Trời ơi, tôi nói là tèn đét ơi luôn, là nó lâu ơi, là nó lâu. Check-in sớm quá cũng khổ. Ngồi đợi thấy mẹ luôn. Mọi người vô nói chuyện đi, vô tắm chuyện đi. À, mọi người ơi, có ai mua kẹo lứt không? Kẹo lứt vừa rồi tìm vừa nhập về rồi. Ai mua kẹo lứt thì iPod tìm lại nha. Tại vì vừa rồi bị hụt hàng nên vừa rồi tìm không có giao kẹo được. Hello mọi người. Đây. Thấy lạ không? Quá khác luôn. Một hình hài rồi tìm đây nó là rất là khác thường. Chú là chi tới 40 phút nữa đi. Điện pin hết pin rồi trên móm ơi. Điện thoại hết pin rồi. Còn có mười mấy phần trăm mà. Livestream được lên nhà livestream, ai nói chuyện nói gì cho ba láp ba xàm thì nó cho vui. Mọi người thông cảm vì sắp tới Bro tìm có rất là nhiều clip để gửi đến cho các bạn, tất cả anh em cũng như tất cả các bạn cũng như người cô dâu chú rể xem. Nhưng mà cái vì thời gian làm việc của Tìm Tìm rất là dài nên thành thử ra nó không có cái thời gian để edit clip. Nên đôi khi clip nó ra hơi chậm trễ tí thì mấy bạn coi thì mấy bạn cũng thông cảm ha. Tại vì cái thời gian làm việc của Tìm nó nhiều lắm nên không có cái thời gian để edit. Thợ của Rìm cũng đi chụp hoài à, nên cái thời gian edit nó bị hạn hẹp lại. Nên MV nó ra hơi chậm so với mọi khi. Nên thì để ra là mấy anh em yêu thích Bro Tìm thì cứ theo dõi kênh của Thánh Photo. Để khi nào Bro Tìm up YouTube up clip lên thì mấy anh em có đi xem ha. Phùng Tấn Quyền, anh đang ở Sài Gòn em, chuẩn bị bay về Đà Nẵng đây. Đang ở sân bay Tân Sơn Nhất. Hello Tuân Lưu, hello Kim Hạnh, hello Tân Nguyễn ha. Đấy, hello tất cả mọi người. Bây giờ đang chờ thời lên máy bay. Mà thiệt là nó mệt ơi, nó mệt, chờ nãy giờ rồi. Tìm ra sân chuyến bay là 8:20 nhưng mà check in xong xuôi là lúc đó 7 giờ. Giờ là 7:40 rồi. Còn tới 40 phút nữa mới bay. Về Hội An chụp hình kìa ha. Kim Hạnh, trời ơi chụp hòa hòa cái gì. Ngày mai tìm cũng có lịch chụp nè. Nói chung là lịch chụp bây giờ đến tháng 5, tháng 6 Bro Tìm rất là dài. Ai đăng ký thì đăng ký sớm ha. Khuyến mãi thì Bro Tìm khuyến mãi cho đến hết ngày 5 thôi. Bữa nay là hình như ngày 4 rồi phải không ta? Hello Lê Cường. Ai yêu thích Bro Tìm thì ủng hộ Bro Tìm, ủng hộ chụp hình cưới. Đó, ai chưa cưới thì liên hệ Bro Tìm tư vấn để đăng ký những bộ ảnh tại Đà Nẵng để được Bro Tìm thực hiện một bộ ảnh cưới thật là lung linh để lưu lại kỷ niệm. Chuẩn bị đến chuyến bay của mình rồi ta. Phải không? Đúng rồi, chuyến bay của mình rồi mọi người ơi. Đây, ủa chuyến bay là 8:20. Nó bây giờ đấy. Thôi. Đang ở sân bay Tân Sơn Nhất Cường ơi. Đây. Đang ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tàng phán đây, bây giờ chuyến bay 8:20 nhưng mà bây giờ đã đang xếp hàng vào máy bay rồi đây. Chuyến bay BL 684 Đà Nẵng 8:20.
tới ngoài đó đó. Hey. Yeah. Cảm ơn Trần Phán rất là nhiều. Cường ơi, đi Sài Gòn xa, đi Sài Gòn qua giờ về lại Đà Nẵng đi chơi chương trình game show dòng ải dòng ai. Ra Phan Thiết nhậu đi. Trời không, bây giờ về lại Đà Nẵng rồi, ngày mai có lịch chụp rồi. Chúc anh thuyền lộ bình an. Cảm ơn Trần Phán rất là nhiều. Đây, mọi người đang xếp hàng để ra sân bay. Tại công việc ở Đà Nẵng rất là nhiều. Cường ơi, có dịp đi, có dịp khác đi. Khi nào về Đà Nẵng, khi nào về quê rồi ra tìm chơi chơi ha. Lê Cường, lâu quá anh em, lâu lắm rồi chưa gặp lại. Hình như là 2 năm rồi đúng không? 2 năm rồi chưa gặp lại Lê Cường. Lê Cường nay làm ăn khá giả quá, tìm chạy không lại, tìm đua theo không kịp luôn. Ngọc Phương ơi, tháo cánh mất khí. Ok luôn Cường ơi, tháng 6 ok, nhớ ra tìm tôi nha. Trời ơi, lâu quá. Hello Thảo Quyên, đây đang xếp hàng, mọi người đang xếp hàng rất là đông để chuẩn bị về lại với Đà Nẵng thân yêu, một thành phố đáng sống của tình yêu. Một tình yêu ơi, sao là loạn xạ vậy, lúc nói mất khí xinh lắm. Ok luôn Cường ơi. Thôi, bye bye mọi người nha. Đồ tìm về với Đà Nẵng đây. Chết vé xong rồi, về thôi. Bye bye, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Một buổi tối vui thật là vui. Bye bye.